Kim Jong-kook bị Running Man Việt Nam đối xử bất công khiến netizen Việt Hàn bức xúc. Kim Jong-kook làm khách mời trong tập 10 Running Man Việt Nam chơi là chạy, quay tại xứ Kim Chi. Trong tập này, ngôi sao Running Man Hàn Quốc có nhiệm vụ xé bản tên các thành viên phiên bản Việt Nam. Dù là khách mời nhưng Kim Jong-kook không có bất kỳ sự hỗ trợ hay ưu ái nào từ phía chương trình. Thay vào đó, 8 người chơi bên phía Việt Nam không chỉ chiếm ưu thế về mặt số lượng mà còn được sử dụng thêm nhiều siêu năng lực như hồi sinh, khóa chân, người hỗ trợ. Ngay từ khi nhập cuộc, Kim Jong-kook cho thấy kinh nghiệm và sức mạnh đáng nể khi nhanh chóng xé được bản tên Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, vì các thành viên Running Man Việt có siêu năng lực nên ngay lập tức đã được sống lại và tiếp tục đọ sức với nam nghệ sĩ Hàn Quốc. Cuộc chiến kết thúc khi Trương Thế Vinh dùng siêu năng lực để trói chân Kim Jong-kook khiến ngôi sao Hàn không thể di chuyển thuận lợi. Nhờ đó, Trương Thế Vinh xé được bản tên của Kim Jong-kook. Tuy nhiên, việc Kim Jong-kook chịu cảnh trói chân vì siêu năng lực của Trương Thế Vinh khiến người hâm mộ bức xúc. Fan ngôi sao Hàn cho rằng hành động trói chân quá nguy hiểm và chèn ép thần tượng rõ ràng. Nhiều fan Running Man bản Hàn chỉ trích luật chơi cho các thành viên Running Man Việt Nam thêm siêu năng lực, tạo ra một cuộc cạnh tranh không công bằng, thiên vị cho đội phía Việt Nam. Đặc biệt, khán giả cũng tức giận khi Kim Jong-kook không được giới thiệu và giao lưu đàng hoàng trên Running Man Việt Nam, dù là khách mời duy nhất của tập 10. Cuối cùng, chương trình cũng không mời Kim Jong-kook ra cảm ơn, thể hiện văn hóa Việt Nam quá tệ. Quay xong chỉ còn cảm giác phẫn nộ với cách đối xử với khách mời của Running Man Việt Nam mùa 2. Một dân mạng Việt Nam mắng ekip chơi là chạy. Nhiều bình luận không hài lòng về ban tổ chức Running Man Việt Nam mùa 2. Dù Kim Jong-kook khỏe cỡ nào thì cũng chẳng thể đấu lại nổi với mấy cái siêu năng lực đó được, không có chút gì gọi là công bằng cả. Mời Kim Jong-kook về đẩy yếu tố rating lên, rất nhiều khán giả theo dõi tập 10 chỉ để xem anh ấy. Trò chơi không công bằng, coi là thấy kiểu mời về xong phủi chèn ép thật sự. Tới cuối chương trình chờ Kim Jong-kook ra để cảm ơn cũng không có luôn. Coi Running Man Việt Nam tức giùm Kim Jong-kook, đã một chọi tám còn thêm siêu năng lực cho phía Running Man Việt Nam. Một là không ai có siêu năng lực, hai là cũng phải cho Kim Jong-kook siêu năng lực để công bằng chứ. Sau đoạn cuối không cho Kim Jong-kook ra giao lưu gì vậy, xé bản tên người ta vậy là xong luôn sao. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả khẳng định tất cả luật chơi trong tập 10 chơi là chạy chỉ nhằm mục đích vui vẻ là chính, không nên nghiêm trọng hóa mọi chuyện. Ngoài ra, Kim Jong-kook cũng thể hiện sự vui vẻ và không hề có thái độ khó chịu suốt quá trình chơi, cho thấy anh cũng không quá để bụng về luật chơi mất cân bằng mà sau đưa ra. Đồng thời, người xem khen ngợi các thành viên Việt Nam như Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân chơi hết mình và đem lại nhiều tiếng cười lúc đối đầu trực tiếp với Kim Jong-kook. Trước những màn đối đầu với dàn sao Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Karik, Kim Jong-kook cho thấy một sức mạnh không phải dạng vừa, dù đã ở tuổi 45. Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa Trương Thế Vinh và Kim Jong-kook khiến khán giả không khỏi phấn khích, dù cho cả hai có độ tuổi khá chênh lệch. Để luôn có một trạng thái đầy máu lửa, cuồng nhiệt mỗi khi tham gia chương trình game show, Kim Jong-kook chia sẻ bí quyết rằng cách giữ tâm trạng luôn thoải mái, cuộc sống lành mạnh và tập luyện thường xuyên đã giúp nam tài tử bất chấp tuổi tác để duy trì vóc dáng khỏe đẹp, bắp tay săn chắc và cơ bụng sáu múi. Kim Jong-kook cho biết anh dành toàn bộ thời gian rảnh trong phòng gym và say mê tập luyện. Anh thậm chí còn tiết lộ nếu không trở thành một nghệ sĩ thì hoàn toàn có thể trở thành huấn luyện viên thể hình. Những kỹ năng về gym, cách chăm sóc vóc dáng được Kim Jong-kook chia sẻ trên trang cá nhân đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Nam nghệ sĩ cũng nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của khán giả trong quá trình tập luyện thể hình. Và đây có lẽ là một điểm cộng giúp tăng hình ảnh đẹp của Kim Jong-kook trong mắt khán giả. Theo thống kê, những bài viết chia sẻ kinh nghiệm về luyện tập thể hình trên mạng xã hội đã giúp cho nam ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn nhẹ nhàng bỏ túi 9,9 triệu won, tương đương 9.000 đô la Mỹ và thêm khoảng 12,7 triệu won, hơn 11.000 đô la Mỹ từ các video ghi lại quá trình tập luyện. Kim Jong-kook thừa nhận khi có được sự quan tâm của khán giả, bản thân anh trở nên hứng thú, nghiên cứu nhiều bài tập luyện đa dạng. Anh cảm thấy hạnh phúc khi có thêm một điểm chung với người hâm mộ và điều này còn giúp họ cải thiện sức khỏe mỗi ngày. Trong thời điểm đầu gia nhập làng giải trí, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, cơ thể gầy gò mà áp lực công việc lại quá lớn. Tôi quyết định gắn bó với bộ môn thể hình và việc tập luyện này khiến tôi thấy bản thân thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, Kim Jong-kook nói. Tuy nhiên, nam ngôi sao của Running Man Hàn Quốc cũng vướng không ít lời đồn thổi khi lạm dụng một số chất kích thích để giúp tăng cường thể lực, duy trì hình thể cơ bắp. Đáp trả những thông tin này, Kim Jong-kook cho biết chỉ cần bản thân nỗ lực và kiên trì không ngừng thì mọi đích đến sẽ dễ dàng chạm tay đến. Điều quan trọng là hãy làm những thứ bạn thích và tạo sự hứng thú cho bản thân. Với tôi, tập luyện thể hình, ngoài mang đến lợi ích sức khỏe, thì còn giúp tôi giải tỏa được căng thẳng, thậm chí là những bế tắc trong cuộc sống, Kim Jong-kook khẳng định.